À, quý vị cũng thấy ha, thấy chữ rồi, chắc sư khỏi đọc lại, hồi nãy sư quên mở mic, không sao. Thì nó không có ngược với nhân quả, thưa quý vị. Nó giống như cái bài kinh hạt muối, quý vị còn nhớ, nghe nhiều pháp sư thì quý vị phải nhớ. Đó. À, như là cái muối mà mình bỏ vô trong cái ly thì uống không được, mà cái muối mình bỏ vô trong cái ao hồ thì nó không ảnh hưởng gì hết. Thì khi ác nghiệp trổ á, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất á, là cái ác nghiệp trổ đó nó có phải là trọng nghiệp hay không. Trọng nghiệp ở đây là cái nghiệp có thể cắt đứt sanh mạng. Thì khi mà trọng nghiệp á, là nó không can thiệp được. Chư thiên có giúp cũng bằng thừa, không can thiệp được. Như có kiếp là Bồ Tát phải chịu cái trọng nghiệp đứt đầu á, thì không chư thiên nào đỡ được. À, thì đó là trọng nghiệp. Nhưng trong những cái nghiệp mà không phải trọng nghiệp á, và thì trong những trường hợp như thế thì chư thiên họ có thể can thiệp được. Nhưng chư thiên họ chỉ can thiệp được khi nào? Khi mà trên cái nền tảng á, là Bồ Tát Ngài có cái giới hạnh. Thì như vậy á, nó giống như là cái nước vậy đó, nó chỉ là cái sự phụ trợ thôi. Thì do cái giới hạnh của Bồ Tát, mà thậm chí không nhất thiết phải Bồ Tát nữa, như trường hợp Ngài Anuruddha đi, thì nó có một cái đặc điểm như vậy, sẽ đọc sẽ thấy hay nè. Là chư thiên á, khi mà Ngài Anuruddha nó nhận cái mâm mà cái mâm không có gì, thì chư thiên mới thấy là biết cái phước hồi xưa Ngài Anuruddha Ngài đã từng nguyện là mong cho đời sau con không bao giờ gặp cái cảnh là không có gì. Cho nên là chư thiên khi mà biết được như vậy, cái trạo là trong tâm chư thiên á, tự nhiên là nó trạo, và chư thiên thấy rằng nếu như mình biết chuyện mà mình không giúp á, là nó sẽ làm cho đầu mình bể bảy mảnh. Tức là do cái phước hồi xưa của Ngài á, nó tác động làm cho chư thiên phải giúp không được. Thành ra là chư thiên mới đem đồ ăn của chư thiên, đem đồ ăn của trời đem xuống để cho Ngài ăn. Tức là trong trường hợp này là do thiện nghiệp quá khứ của Ngài tác động làm cho chư thiên phải giúp không được. Hoặc như trường hợp bà như vợ bà hoàng hậu của vua A Dục. Thì trong trường hợp là vua A Dục, có lần vua A Dục thấy là bà hoàng hậu đang ăn ngon, hỏi là cái này đâu ra vậy. Bà hoàng hậu nói cái này là phước của thiếp. Thì vua A Dục nói là được rồi, bà nói phước của bà đúng không, bây giờ ngày mai bà đem cho tôi 16 bộ y của cõi trời nha, người ngày mai mà không có là tôi treo đầu bà. Bà nói phước của bà đúng không, bây giờ bà làm đi. Thì bà hoàng hậu nghe như vậy bà mới hoảng hồn. Thì do cái phước của bà tác động làm cho chư thiên phải giúp bà cho bằng được. Chư thiên mới đem cái hộp, một cái hộp gỗ xuống, nói với bà bây giờ sáng ngày mai hoàng hậu cứ mở hộp gỗ, hoàng hậu lấy lên là ở trong đó sẽ có đủ y của chư thiên cõi trời cho hoàng hậu. Là đúng y như rằng là ngày mai hoàng hậu mở cái hộp gỗ đó ra, và cứ như thế lấy ra đủ 16 bộ cho vua A Dục. Như trường hợp Bồ Tát cũng thế, do cái phước của Bồ Tát cho nên á, cái ngai của vua Trời Đế Thích nóng lên và vua Trời Đế Thích không giúp không được. À, cho nên cái này không có cái chuyện là can thiệp nhân quả ha, mà rõ ràng nó làm đúng theo nhân quả, do cái phước nó làm cho người ta không giúp không được. Quý vị thấy cũng như một số trường hợp quý vị nghe ai đó nói, có một số người cái lời nói của họ nó tác động làm cho mình theo cái kiểu mình không nghe không được, phải nghe lời người đó thôi. À, thì đó là do cái nghiệp tác động chứ cái gì nữa ha. À, và không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm về vấn đề này hay không. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm với Đức Hành Tuệ thưa vị. Thật sự là cái gọi là chư thiên giúp đỡ
chư thiên gọi là tụ chung luôn nha, tụ chung giúp đỡ, hay là thậm chí là gọi những chúng sanh mà mình vô hình để mình không thấy được giúp đỡ. Thì cái này không có phi nhân quả thì vậy, vẫn nằm trong nhân quả, thật sự nó nằm trong nhân quả hết thôi vậy, chứ không phải là phi nhân quả. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì với vị, nếu quý vị có đặt câu chuyện Bài Hy Giá đó, nó rất là rõ ràng là sao, là khi mà ổng tưởng là La Hán rồi đó, ổng mặc cái đồ vỏ cây đó, ổng ngồi lim dim đó, thì cái vị đúng là cái vị Phạm Thiên là bạn ổng trong quá khứ đó, quá khứ là 4 người hay 5 người đó, chưa quên đó, là leo lên núi tu rồi xong rồi đạp cái thang xuống, lại mới thấy ổng vậy mới mới có lòng, có cái lòng thương tưởng ổng, mới nói ổng là ông phải La Hán đâu, ông muốn La Hán ông đi kiếm Đức Phật á, đi kiếm cái vị mà gọi là Đức Đa đó đó, cái đó là gọi là vị giác ngộ đó. Thì bây giờ nói mình đây mình nói trường hợp làm sao, mình nói là ông lẽ này phi nhân quả, mà trong quá rõ ràng đúng không, trong quá khứ là ổng là năm người bạn từng leo lên núi từng tu nhau, cho nên là cái vị đó bây giờ là thánh rồi, thánh hình như là suy nhớ hình như là ở Cổ Ngụ Tịnh Tư sao đó, thánh tâm quả, mà thấy ổng như vậy, thấy ổng là lầm lạc như vậy, thấy tội nghiệp mới xuống khuyên ổng thậm chí là hỗ trợ cái đường đi ổng, tại vì mô tả xem một điểm mô tả hình như là ổng từ cái nơi ổng đi đến Đức Phật rất là xa, thì cái vị này như dùng cái năng lực thần thông á, là mới đưa ổng đến gặp Đức Phật nhanh. Đó là một câu chuyện. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện liên quan đến ngài Kumara Kassapa, là cũng cái vị chư thiên luôn, cũng trong cái nhóm 5 người bạn tu luôn, thì cái vị chư thiên, cái vị Phạm Thiên mà thánh tâm quả nó mới xuống mới nói là cái này liên quan đến bài kinh Gò Mối đó, đó là nói là ngài hay ngày đi đến hỏi Đức Phật đi, hỏi là tại sao mà cái Gò Mối là nó đừng cái gì, ban đêm thì phát sáng, ban ngày bốc khói đó, rồi có con rắn này nọ không, rồi có cái dao có thớt gì đó kiểu gì đó. Đó thì khi mà hình như là khi nhớ là xong cái sự kiện bài kinh Đức Phật thuyết xong bài kinh Gò Mối là nhờ cái câu hỏi ấy đó, cái vị đi kheo đó, ngài là ngài của Ma Rắc Sa Bá mới cũng đắc đạo quả đó. Rồi lại thêm một cái trường hợp mà hợp nữa rất là rõ nữa, là hai cái vị người thân nhân Miến Điện, à hai cái vị người thân nhân Miến Điện này rất là rõ nè, là sao, là từ bên Miến Điện, từ bên Miến Điện đi buôn qua thì đến gần Bồ Đề Đạo Tràng là Bót Ca Giá nơi Đức Phật thành đạo đó, thì gần gần đó đó. Thì trong chú giải nói rất là rõ là hai cái vị thương nhân này đang đi trên đường vậy đó, thì có bỗng nhiên có một cái vị chư thiên hiện hình ra, ngồi vắt vẻo trên cành cây đó, mới nói là mới 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 kêu là đó, hai ông chuẩn bị đồ vật thực đi, lệnh cúng dường của cái bậc giác ngộ này nè, bậc giác ngộ cách đây không xa nè, ngay chỗ cái cây đó, cái cây đó. Thì cái ông chư thiên này đâu ra, cái ông chư thiên này là trong chú giải nói là quyến thuộc trong quá khứ của hai ông thương nhân thưa quý vị, cho nên là vì lòng thương tưởng nó biết là Đức Phật giác ngộ, cho nên là mới thể hiện ra và mới kêu hai cái vị người thương nhân Miến Điện là lại cúng dường và quy y như bảo, và được Đức Phật cho Xá Lợi Tóc đó, là đem về Miến Điện thờ. Giờ mình nói xong lẽ mình nói cái này phi nhân quả, rõ ràng nó nhân quả hết rồi, mà cụ thể như là Đức Hành Tuệ nói mà sư rất là đồng ý, có nghĩa là một cái đối tượng như là Bồ Tát toàn giác hay là Đức Phật toàn giác, hay thậm chí là những cái bậc thánh tăng đúng không, mà giới hạnh giới đức rất là lớn và đại phước, thì khi mà gặp chuyện á, là khiến cho cái ngai của Phật giải thích á, nó nóng lên, là khiến cho ông bắt buộc ông ấy bắt buộc, gọi là bắt buộc của ông phải là xuống ông giúp đỡ bằng không bằng cách này bằng cách kia, không do có nhân duyên đó. Cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này, sư muốn một lần nữa là cái số lượng mà cái câu hỏi cái tích chuyện mà dẫn chứng, suy nghĩ đến đây quý vị đã hiểu rồi đó, tất cả mình nói là chư thiên giúp đỡ hay là chư, nó nghĩa là thế giới vô hình đó, giúp đỡ mình đó, đảm loại đang gì đúng không đó. Là tất cả đều nằm trong nhân quả, nó có nhân 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 duyên nhau trong sáu suốt vòng sinh tử luân hồi thưa quý vị, chứ không có gì mà gọi là phi nhân quả. Còn quý vị mà đã không có thật sự nha, thì nói nghiêm túc nha, quý vị mà đã gọi là không có phước, không có nhân duyên với những cái vị chư thiên đó, thế giới vô hình, thì ngay cả người ta muốn giúp giúp quý vị giúp cũng được, đó là thật sự rất là rõ ràng. Nhân nhân thì nhân nào thì đưa đến quả gì thật đó thưa quý vị, đó như vậy.
Để kinh kết thúc phần trả lời câu hỏi này.